Hello cả nhà, tiếp tục hành trình bàn giao dàn loa LB1850 Pro về cho anh Dương ở Bến Cát Bình Dương. Vừa rồi thì anh Dương có mua bên em một dàn loa LB1850 Pro rồi. Hôm nay là tiếp tục mua thêm một dàn nữa để tặng cho ông anh. Hiện tại bên em Long Phát Audio đang cấp tốc lên đường đi bàn giao. Chạy hơn một tiếng đồng hồ thì hiện tại bên em Long Phát Audio đã có mặt tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vừa đến nhà chưa kịp test loa thì anh khách đã thanh toán cho bên em Long Phát Audio. Audio sẽ tháo dàn loa cũng như là test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic, mời mọi người cùng lắng nghe luôn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.